Xin chào các bác đã đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu đến các bác mẫu xe đạp địa hình 9XX1, một dòng xe mang thương hiệu của Ý và được sử dụng bộ chuyển động Shimano Atut, giảm xóc hơi, bánh là 26 inch, khung nhôm, lắp sơn nguyên bản, toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Tông màu rất là đẹp, tông màu đen nhám pha với màu cam, rất là đẹp. Dây thì được chạy hết âm sườn, đã được mài đi những cái mối hàn, mài những cái mối hàn đi, nhìn rất là đẹp. Thương hiệu 9X rất là quen thuộc với các bác chơi xe. Đây, design in Italy, thiết kế theo công nghệ của Ý, sử dụng loại nhôm 6061, hàng loại nhôm rất là bền, chịu cái cường độ cao và chống bào mòn rất là tốt. Sơn xe các thứ cũng rất là đẹp không nhé, hầu như là rất ít vết xước, chỉ có những vết xước nhỏ, xước răm do qua quá trình sử dụng và luyện tập nên là không thể tránh khỏi những cái vết xước như này. Còn nhìn về tổng thể thì chiếc xe này còn giữ cái độ mới và đẹp, nó cũng rất là cao. Thương hiệu 9X, toàn bộ là nguyên bản hết, được sử dụng bộ chuyển động Shimano Atut từ đề sau đến gạt đĩa trước, full một bộ Atut. Tầng lip ở đây là 9 tầng, trên này là 3, xe có 27 tốc độ khác nhau. Máy Ulovatec, bánh 26 inch, nguyên bản 9X. Phần trên phần ghi đông thì sẽ được trang bị bộ tay bấm Atut và phanh dầu Shimano. Và có một cái khóa hành trình giảm xóc ở trên tay lái. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xem đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Chiếc xe có size cho các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến 72-73 thì phù hợp. Và vừa em giới thiệu nhanh qua đến các bác mẫu xe đạp địa hình 9XX1 đang bán tại cửa hàng em, mức giá chỉ có là 7.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền, bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn mua lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.